Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, Hạ Tuế Thiên 2021, phần 1, Đăng Hải Tầm Thi, chương 77, Cổng Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng. Chần chừ ở cửa chừng 10 phút, Bàng Tử đứng dậy. Thể lực hắn đã tiêu hết, bước đi cũng hơi dị dạng, đứng dậy hung hăng tự tát mình 3 cái, sau đó đến sau lưng chúng tôi, vỗ vai tôi, đi. Đi cứu người. Ba cái tát này đánh rất mạnh, tôi biết hắn đã cực kỳ mệt rồi. Thực ra về cơ bản, thể lực tôi cũng đang duy trì bằng ý chí. Nếu không nhờ hồi máu trong khoảng thời gian đắn đo suy ngẫm, có lẽ tôi và Bàng Tử đã không nhấc nổi chân rồi. Tôi theo Bàng Tử đi vào trong, rất nhanh Muộn Du Bình đã vượt qua chúng tôi, đi lên trước nhất. Bàng Tử run rẩy châm thêm một điếu thuốc, hút vào cũng không có sức nhả ra, bắt đầu ho sặc. Trong một phút đi vào cửa, tôi nghĩ có nên bảo Muộn Du Bình khoan vào không. Tôi lo chúng tôi mạo muội đi vào sẽ bất lợi cho y, nhưng tôi không lôi thôi, hoặc là nói tôi không còn chút sức lực nào để lôi thôi nữa. Tôi biết y sẽ không để hai chúng tôi đi dò đường, tôi cũng biết hai chúng tôi dù mệt muốn chết cũng sẽ theo vào. Thông đạo này vô cùng dài, chúng tôi lặng lẽ đi vào trong. Chẳng mấy chốc, thông đạo đã rộng hơn, cao hơn. Một cánh cửa đá trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi, đá trắng như tuyết, tương phản rõ ràng với màu đen của thông đạo. Cổng đá dùng cả khối đá điêu khắc mái cong, bên trên có hình vẽ Mông Cổ, nhưng cách thức là của người Hán. Cổng đá này vô cùng to lớn, cao ước chừng 6 tầng lầu. Trên đỉnh cổng đá có một tấm biển, trên đó viết chữ cổ Mông Cổ, đọc không hiểu là cái gì. Cổng đá đã mở rồi, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân lộn xộn, không chỉ của bọn Tiểu Hoa, tôi đoán còn có mấy đội người vào đây. Đèn pin rọi vào trong cổng đá, bên trong chính là hành lang, tiếp tục đi xuống, vô cùng rộng lớn. Có thể trông thấy những hình nộm sứ giống như ngoài kia đặt hai bên hành lang, nhưng ở đây đều là hình nộm võ sĩ, tất cả đều trợn mắt cúi đầu, hết sức oai nghiêm. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất vẫn là tượng kim cang hai bên cửa. Đó là hai pho tượng kim cang ba mặt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là cái xác khổng lồ trước đó đã tấn công chúng tôi. Ở đây là tượng gỗ, gỗ được bảo tồn vẫn rất tốt, tuy đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa khối màu này với khối màu kia. Chia ra đứng hai bên cổng, đều cao đến 3 tầng lầu, được khắc từ gỗ khổng lồ nguyên khối. Quái lạ nhất là, chúng tôi còn có thể nhìn thấy trong miệng kim cang còn có một gương mặt đang lạnh lùng nhìn chúng tôi. Bàng Tử dùng đèn pin chiếu vào pho tượng ấy, sắc mặt rất khó coi, nói với tôi, Thiên Chân, cậu không cảm thấy cực kỳ giống nhân diện điểu trên vân đỉnh Thiên Cung sao? Tôi gật đầu, thật ra từ lúc nó ói mặt bẹt vào trong quan tài, mặt bẹt không có da thì càng giống những con khẩu trung hầu kia hơn. Khỉ không da cần sống trong miệng của chim mới không bị nhiễm bệnh. Khi ấy đã phân tích rồi, nước miếng của chim có thể là một loại thuốc diệt khuẩn. Đây chính là một hệ thống cộng sinh khắc nghiệt. Không biết Khương Tứ Vọng là người hay ma, ông ta không cho chó mèo vào nơi này. Có phải loại xác chết này sẽ ăn chó mèo, khiến chúng biến thành con rối trong miệng mình không? Nhưng tôi cảm thấy cái xác khổng lồ này còn tà môn hơn ở Vân Đỉnh Thiên Cung nữa. Tôi nói, nhìn bức tượng kim cang, hoặc là nói, còn hoang dã hơn. Tôi chỉ có thể nói là một loại trực giác, không có căn cứ cụ thể, tuy thẩm mỹ của thứ trong Vân Đỉnh Thiên Cung cũng có cảm giác ma quái, nhưng vẫn cảm giác được là vật từ thời văn minh đồ đồng, hệ thống hoàn chỉnh, nhưng phục sức, trạng thái của cái xác khổng lồ vừa rồi, mang lại cảm giác thời kỳ bộ lạc sâu sắc. Tôi cảm thấy trạng thái của cái xác khổng lồ càng hoang dã hơn, mang nặng hơi hướng thời Tam Hoàng Vũ Đế, hơi hướng vu thuật. Nhưng đây chỉ là cảm giác, cũng không cần phải thảo luận nhiều, bèn chuẩn bị đi vào cánh cổng lớn này. Hành lang phía sau đó trông giống như thần đạo vậy, Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng có lẽ nằm ở cuối thần đạo này. Ba chúng tôi đi vào hành lang bên trong, đi được chừng hơn 300 mét, chúng tôi đến được một phòng mộ hình tròn rất lớn. Trong phòng mộ có một bức bình phong khổng lồ, chắn ngay lối ra phía sau. Trên bình phong là phù điêu khắc trên gạch. Phù điêu ấy vô cùng tinh xảo, tôi dùng đèn pin rọi, phát hiện đó là một tác phẩm quần tượng phù điêu chủ đề Phật giáo tạng truyền. Chính giữa đó là một tượng thần Phật giáo, bên cạnh là vô số kim cang và đủ loại nhân vật hộ pháp. Nhân vật vô cùng dày đặc, nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng tôi và Muộn Du Bình, cả Bàng Tử nữa, vì nguyên nhân đặc biệt, đều rất quen thuộc với Phật giáo tạng truyền. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, tượng thần này là hư cấu. Nó không phải bất kỳ thần hay Phật nào có thật, đây là một nhân vật tự mình chắp ghép lại. Hơn nữa mặt của nó rất giống tượng Phật bên ngoài, tôi cảm thấy đây chính là chủ ngôi mộ. Đề tài Phật giáo tạng truyền vô cùng đa dạng phức tạp, bình thường người không có bí quyết thì không thể nhận diện hết. Nhưng trùng hợp tôi lại biết bí quyết.
Hơn nữa, nhìn bức phù điêu này, tôi đã trông thấy trong số những tùy tùng của tượng thần trên đó có cực kỳ nhiều tượng người màu đen. Tôi sờ cằm, rơi vào trầm tư. Dọc đường đến đây, cứ luôn cảm thấy những chuyện xảy ra ở đây vô cùng rối rắm. Nhưng nhìn thấy bức phù điêu này, đột nhiên tôi nhận ra thật ra nơi này cũng không rối rắm lắm. Thật ra bức phù điêu này chính là đáp án. Tư duy thiết kế của người thiết kế mộ cổ này cuối cùng đã xuất hiện. Nó đang mô phỏng lại trạng thái của chủ mộ sau khi thành Phật. Chương 78, thần kho báu. Tôi lùi lại mấy bước, vặn lỏng đèn pin để tia sáng lớn hơn, chiếu sáng cả một bức phù điêu trên tường. Trong các tạo hình thần Phật Tây Tạng, tạo hình Thăng Ca là kinh điển nhất, mà nội dung sáng tác Thăng Ca đều bắt nguồn từ những điển tịch tôn giáo nghiêm chỉnh. Những ghi chép về thần Phật này vô cùng chi tiết, có những thần và Phật hoàn toàn đến từ tôn giáo Nepal và Ấn Độ, có một số là sơn thần địa phương Tây Tạng, còn có rất nhiều vị thần đến từ một loại văn hóa chúng tôi rất xa lạ, Bổn giáo. Tôn giáo này có nguồn gốc từ thời Đồ Đá. Trong Bổn giáo Nguyên Thủy lưu truyền rất nhiều nghi thức sát sinh cúng tế, việc sử dụng bí pháp về xương cốt, máu thịt có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Ở đây không đi sâu vào giới thiệu Bổn giáo, chỉ cần biết nó được sinh ra từ thời Đồ Đá, phát triển song song với cổ quốc Tượng Hùng ở đây, có vô số phân nhánh được diễn hóa trên đất Tạng. Trước khi Bổn giáo mới xuất hiện, Bổn giáo Nguyên Thủy đã kéo theo các loại tập tục sát sinh cúng tế của các bộ lạc Nguyên Thủy, sùng bái vô số cổ thần, những cổ thần này có nhiều loại. Hệ thống phức tạp, sinh ra sùng bái thần linh trên mọi phương diện như trời, đất, mặt trời, mặt trăng, vì sao, sấm sét, mưa đá, núi non, đất đá, cây cỏ, cầm thú v.v. Bởi vì thời Nguyên Thủy mang màu sắc vu thuật cực mạnh, cho nên Bổn giáo có những nghi thức và bí thuật cực kỳ thần bí. Trên rất nhiều hang động và vách đá ở Tây Tạng, vẫn có thể nhìn thấy bích họa Bổn giáo Nguyên Thủy nhất. Điển tịch của Bổn giáo gọi là Thập Vạn Long Kinh, hết sức lợi hại. Về sau những cổ thần này pha trộn các loại tôn giáo khác, rất nhiều vị đã xuất hiện trên tranh vẽ Thăng Ca và bích họa, nhưng thần Bổn giáo không phải vị thần riêng lẻ. Mỗi một chủ thần đều dẫn theo hệ thống bạn thần đông đúc, kể cả Minh Phi, Hộ Pháp, Người Hầu, cũng đến mấy nghìn mấy vạn người. Nếu phải kể rõ quy luật trong này, có lẽ cần đến 3 vạn chữ, cho nên dừng lại tại đây. Chỉ xét riêng bức phù điêu này. Đầu tiên tôi chưa từng trông thấy vị thần Phật này, cũng không biết là tượng thần hay thượng Phật, dù sao đến thời đại sau đó đều là thần Phật một thể, nhưng cái này là hư cấu. Chủ mộ đưa gương mặt của mình lên làm mặt của chủ thần, có lẽ tượng trưng cho bản thân đã thành thần. Nhưng thiết kế chủ thần của ông ta khiến người ta phải suy ngẫm. Rất nhiều thần Phật của dân tộc Tạng đều cưỡi sư tử, cưỡi voi, cưỡi già xoa. Tôi từng nhìn thấy một vị khiến tôi ấn tượng nhất, cưỡi sát nữ, là Diêm Vương Kỵ Thi. Nhưng trên mặt vị thần này là biểu cảm giận dữ xấu xí, ba gương mặt dưới chân cưỡi một con kỳ lân màu đen. Thực ra không phải cưỡi, mà là tư thế dẫm đạp chinh phục. Về logic thì giống như dẫm lên già xoa, chủ thần có hai loại tư thế, dẫm đạp chinh phục và cưỡi, ở đây chắc chắn là chinh phục. Nhìn từ tạo hình chi tiết, những chi tiết này đến từ thần kho báu Tây Tạng, không cần lý giải. Thần kho báu cưỡi sư tử, ở đây đã biến thành kỳ lân. Bên cạnh chủ thần còn có một đặc trưng rất rõ ràng có thể chứng minh suy đoán của tôi là 8 người đang chăn ngựa. 8 người này đều có 3 mặt quái dị, đây cũng là đặc trưng của thần kho báu. Đây là diễn biến từ bát đại mã chủ nổi tiếng là 8 bạn thần của chủ thần. Mà bên dưới kỳ lân, hình vẽ phù điêu là rất nhiều thi thể đang ăn thịt người. Cả bức tranh là bữa tiệc thịt người long trọng, có thể nhìn thấy 3 bộ xương trắng ngồi ở 3 vị trí, bên tai những bộ xương này có vây cá, đang ngắm nhìn bữa tiệc. Nguyên bản đây là Thi Đà Lâm chủ, thần mộ tán tạng truyền, tuy hình tượng đáng sợ nhưng lại là một đại các thần, nhưng ở đây 2 vị đã biến thành 3 vị, hơn nữa rõ ràng đã được biến tấu thành tà thần trong bức phù điêu này. Tạng truyền gọi mộ địa thiên tán là Thi Quốc, Thi Thành, Thi Lâm. Cho nên nơi thi thể tập trung dày đặc này là đất tu pháp trên phù điêu tượng trưng cho nơi chủ thần này sinh sống. Cho nên, tiệc thi quốc chúng tôi đứng lúc nãy không là gì trong hệ thống đạo giáo cả, nhưng ở đây lại ám chỉ một khái niệm thi lâm nguyên thủy, là nơi thần cư ngụ và là nơi người phàm hiểu thấu cái chết, bất tịnh thân xác. Để có thể lý giải cơ thể con người chẳng qua cũng chỉ là một loại vật chất, người xưa đã dùng cách ăn thịt người, thể hiện nội tâm của mình đã đạt đến bản chất. Hơn nữa, đằng sau những bạn thần này còn có vô số nô bọc màu đen, tạo hình những người màu đen này thực ra vô cùng thường thấy trong bích họa tạng truyền, là người hầu của thần chủ, thường được ghi chép là có 2 đến 3 vạn người. Tôi nhìn bàn tử cũng nhìn tôi, trong sách cổ Bổn giáo và hồ sơ tôn giáo phức tạp ở đây, tất cả vị thần đều có ghi chép chi tiết, dựa vào ghi chép này sắp xếp cả hệ thống. Lúc mới nhìn, tôi cũng cảm thấy đây là người xưa thuận miệng đánh giá.
Bởi vì rất nhiều đại thần có cả tỷ người hầu, tôi cảm thấy về cơ bản là thổi phồng. Nhưng đối với tín đồ mà nói, những con số này lại không thể sai sót, vì thần hư cấu này đã kế thừa phong cách ấy. Mà điều đáng sợ nhất là, đây không chỉ là hình tượng trên bích họa phù điêu, tôi tin rằng người thiết kế lăng mộ này đã thiết kế được hình tượng trên phù điêu ra thực tế. Thi thể ba mặt và cái bóng có vây cá bên tai là hai thứ khác nhau, tôi thật sự không ngờ tới. Tuy nhiên lúc này, nội tâm hỗn loạn đã trở nên hết sức rõ ràng, tôi bất giác ngáp một cái, bảo bàn tử, trong quá trình sắp tới, có một thứ chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều lần, anh biết là gì không? Là gì? Thi thể. Tôi đáp, đây là tín ngưỡng bổn giáo nguyên thủy, thi thể là nguyên liệu của tất cả bí pháp, sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy vô số thi thể. Chương 79, bao la phong phú. Cũng không có một hệ thống đơn giản nào có thể cho chúng tôi hiểu được nền văn hóa hình thành do bổn giáo kết hợp với rất nhiều tôn giáo ngoại lai sau này. Mỗi một khu vực, mỗi một thời kỳ, mỗi một nhân vật tôn giáo quan trọng đều khó mà lấy làm tiêu chuẩn. Đặc biệt là bổn giáo nguyên thủy có gần 8.000 lịch sử. Đây là xung đột cuối cùng của nguyên thủy, tín ngưỡng và văn hóa. Hệ thống văn hóa này bao la phong phú, không thể chứng thực. Tôi lấy điện thoại ra, điện thoại sắp hết pin rồi, nhưng tôi lắc tay cầm chữ Z của đèn pin thì có thể phát điện, đồng thời có thể sạc pin cho điện thoại. Sau đó tôi chụp một tấm hình phù điêu. Tôi cực kỳ cảm tạ phù điêu này đã giúp mình thoải mái. Tôi nhận ra dù là người thiết kế hay chủ mộ, đều không hề giấu giếm gì. Quả thực chúng tôi đã đến một lĩnh vực hoàn toàn không thể nghiên cứu. Vòng qua bức tường, chúng tôi tiếp tục đi tới. Hai bên đều là hình nộm sứ, mà trên vách cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại miếu thờ nhỏ. Số lượng rất lớn, trong đó đều là xương khô của người. Đáng sợ nhất là, trên những thứ này đều có mảnh vụn quần áo, trên đó viết đầy chữ Mông Cổ. Nhìn kỹ, thì có thể thấy trong những thi thể này, rất nhiều bộ đều không bình thường, hơn nữa có đủ các dân tộc. Nhiều cái tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đều là bánh tông đã phân hủy thành xương trắng. Còn có một vài cái bánh tông khô quắc tiến vào trạng thái không rửa kẹt cứng trong miếu thờ. Có một vài cái thậm chí không phải người, chỉ là trông giống người, không biết là cái gì. Mấy thứ này rốt cuộc là gì vậy? Cặn thức ăn hay là nguyên liệu để cúng tế? Bàn tử hỏi, đây có phải chính là siêu thị thịt người tươi sống thời cổ đại không? Tôi lắc đầu, dùng đèn pin rọi tới trước, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Thi thể trong này có lẽ phải hơn chục ngàn bộ. Trên mình mỗi thi thể đều có rất nhiều chữ viết, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng, tình trạng này giống như trong bảo tàng, mỗi một bộ xương hay hình nộm sứ trên vách đều có tên và xuất xứ, thậm chí còn có câu chuyện, thứ tự lớn nhỏ đều có phân cấp. Tôi đoán đây đều là những thi thể được đào từ khắp nơi tới, nhìn từ quần áo, bởi vì thi thể đều có đặc trưng không phải người, cho nên được phong thần, làm bạn thần bảo vệ chủ thần ở đây. Gom góp cả chục ngàn bộ, đúng là không hề dễ. Cho nên tôi thấy trong đó còn có những bộ xương rõ ràng là khỉ đầu chó, gom cho đủ số. Xem ra có người đang giúp chủ mộ hoàn thành hệ thống bản thần của cổ thần bổn giáo. Chứng tỏ có người đã vẽ lên tư thế mình đã thành Phật. Sau đó người trong hiện thực bắt đầu dùng đủ loại kỹ thuật để thực hiện bức vẽ này. Bàn tử hỏi tôi, trên phù điêu đâu phải người màu đen, là bản thần mà, chúng ta đã gặp rồi. Có phải như vậy chứng tỏ thần minh của bổn giáo đều thật sự tồn tại không? Cậu nói ở đây có Ngũ Sơn Long Thần, bổn giáo này có liên quan đến phong thủy cổ thần của chúng ta sao? Đương nhiên có liên quan, một trong những quyển kinh quan trọng nhất của bổn giáo tên là Thập Vạn Long Kinh, chúng ta sống trên một lục địa. Những tín ngưỡng sớm nhất của tổ tiên thực ra đều liên quan đến nhau, dù là đạo giáo hay bổn giáo, cả hệ thống gần như đều đến từ chân núi Côn Luân, đều là tổ long của chúng tôi. Đều nói rồng là một loài sinh vật, trong 12 con giáp chỉ có rồng là không tồn tại trong hiện thực. Nhưng ông nội tôi từng nói, rồng đúng là có tồn tại, hơn nữa cũng có hơi thở sự sống. Nhưng cái chúng ta có thể thấy, thực ra chính là một dải đất đen trong địa mạch. Chỉ là mối quan hệ này đã không thể xác minh nữa. Mà những người màu đen kỳ lạ, xác khổng lồ ba mặt chúng tôi đã nhìn thấy kia, tuy không biết là cái gì, nhưng nơi này thu gom bấy nhiêu cái xác. Có lẽ là một chuỗi liên quan. Cảm giác cũng là dùng các loại bánh tông miễn cưỡng làm ra để tương xứng với thần chủ hư cấu này. Nói thật, so với phù điêu, những thứ này chỉ tựa tựa, chứ không giống thật. Vậy cổ thần này thì sao? Cũng tồn tại ư? Lát nữa có khi nào cũng đột ngột nhảy ra giống như mấy lần trước không? Tôi thở dài, tôi cũng không biết, đừng suy đoán hệ thống bổn giáo nguyên thủy sẽ dùng cách gì để hiện thực những thứ này. Trí tưởng tượng của chúng tôi chắc chắn không đủ. Bổn giáo nguyên thủy càng gần với bản chất của tôn giáo. Nhưng bản chất bắt đầu từ thời đồ đá, tôi không thể suy đoán được cách nghĩ của người thời đó, cho nên tôi không biết sắp tới sẽ gặp những gì.
Nhưng con kỳ lân kia, tôi nhìn muộn Du Bình, y dừng lại phía trước chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy chính giữa hành lang này có một hình nộm sức rất lớn chắn ngang lối đi. Hình nộm sứ này vừa nhìn đã thấy là diện mạo của Diêm Vương. Nhưng chúng tôi đi tới thì trông thấy bên ngoài hình nộm sứ khoác một bộ da người, trên đó xăm một con kỳ lân. Vị bạn thần này không phải bạn thần bình thường, vì thể tích lớn hơn, hơn nữa được đặt chính giữa hành lang, nhìn như một cán bộ, hình như mang thân phận Rim La. Không nghi ngờ gì nữa, đây là da của người Trương gia. Trong lĩnh vực này, người Trương gia vẫn biết đầu cơ kiếm lợi. Mù Du Bình đến sau lưng hình nộm sứ, tôi nhìn thấy trên mình hình nộm sứ này có một thanh hắc đao. Y gỡ lấy hắc đao, rút ra xem thử, là một thanh tạng đao màu đen. Y bỏ con dao gãy của mình lại, rắc tạng đao vào sau lưng. Tôi nhận ra rõ ràng y đã an tâm hơn. Y vuốt ve tấm da người, tôi không biết y đã làm gì, hay chỉ do không khí mà hình xăm kỳ lân trên tấm da bắt đầu tan đi. Chương 80, ngàn tay mặt dài. Trong không khí tràn ngập một thứ mùi không thể diễn tả thành lời, cảm giác là một mùi mặn đặc biệt. Bàn tử nói chỗ này giống hầm phơi chân giò hong gió. Tôi không biết lúc xử lý thi thể người xưa có dùng muối không, chỉ cảm thấy có một sự khó chịu sinh lý. Ba người đều đã thích nghi với ánh sáng đèn pin, chỉ là nơi này hết sức yên tĩnh. Lúc chúng tôi bước đi, mọi tiếng quần áo ma sát và tiếng bước chân đều tạo ra tiếng vang khe khẽ, nghe có vẻ ảo diệu. Tiếp tục đi tới ước chừng hơn 2 cây số, quá trình này rất đáng sợ. Sau đó chúng tôi phát hiện rất nhiều bàn thờ trên vách đều trống không. Bàn tử nói bánh tông trong này chưa rửa hết, đã bò ra khỏi bàn thờ, có lẽ vẫn đang hoạt động ở đây, lát nữa sẽ đụng phải. Dọc đường tôi đã nhận thức được tính đa dạng của thi thể nơi đây, thật không thể tưởng tượng nổi lại có nhiều chủng loại được chôn dưới lòng đất như thế. Người ta cảm thấy thi thể chôn xuống đất là đã đi đến đích, mọi thay đổi đều ngừng lại, nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đặt một cái tên cho hành lang này là Thi Thần Đạo. Theo cách xếp hạng thần nguyên thủy, những thi thể kỳ quái này đều là thần linh do chủ mộ quản hạt. Bất tri bất giác, chúng tôi đã đi đến cuối Thi Thần Đạo. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một cửa mộ càng khổng lồ hơn. Bàn tử băn khoăn, sao lại không có bánh tông nhảy ra như hắn dự đoán. Tôi nói có thể thi thể trong những bàn thờ này đã tan thành tro bụi rồi. Những thi thể này đều là quái thi được đào từ khắp nơi trên thế giới, niên đại rất khác biệt. Có lẽ một vài cái lúc được chuyển đến đây thì đã gần như thành bột. Đến đây nhiệt độ độ ẩm thay đổi, 2-3 năm sau thì biến mất luôn. Cửa mộ chúng tôi nhìn thấy trước đó là cổng vào lăng mộ. Cánh cửa lớn này có lẽ chính là cửa phòng mộ, đằng sau đó là phòng mộ ư. Tôi nghĩ thiên hạ đệ nhị lăng sẽ có lăng thể, cũng có nghĩa là rất nhiều tầng kiến trúc. Nếu phía sau đã là phòng mộ thì quy mô nhỏ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cảm thấy là không, chắc chắn sẽ không nhỏ hơn quy mô của tiệc thi quốc vừa rồi. Cửa mộ này cao ước chừng hơn 20 mét, cũng tức là cao cỡ 7 tầng lầu. Thực ra chỉ có phần chính giữa là cửa, những chỗ khác đều là điêu khắc trang trí. Bạn có thể hiểu là chỉ có phần cửa cao 6-7 mét ở giữa là mở ra được, những chỗ khác đều là phiến đá điêu khắc, nhưng nhìn tử chỉnh thể thì là một cái cửa. Trên cửa này cũng toàn là bàn thờ, thi thể trong này vô cùng sang trọng, trên đó toàn đeo toàn ngọc ngà châu báu, vừa nhìn đã biết thân phận vô cùng đặc biệt. Tôi nhìn thoáng qua thì đã biết đây đều là xác nữ, những cái xác này đều là xác bình thường, có lẽ là phi tử bồi táng. Sở dĩ chỉ nhìn thoáng qua là vì trên cửa có một bàn thờ rất lớn, thứ bên trong hết sức bắt mắt. Trong bàn thờ đó có một bộ xương người cao ít nhất 3 mét, ngồi xếp bằng trong bàn thờ, mặc một bộ áo giáp màu sắc sặc sỡ, tuy đã oxy hóa xỉn màu, còn có rất nhiều thứ tựa như tơ nhện giăng mắt lên trên, nhưng vừa nhìn đã thấy rất tinh tế. Bộ xương người này có đầu lâu rất dài, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, hơn nữa có nhiều tay, trông như con nhện vậy. Trên mình nó còn trang trí rất nhiều xương khô, nếu đã xem tư liệu về hệ thống thần Ấn Độ thì có lẽ sẽ biết đây là thi tượng có thẩm mỹ phức tạp thế nào. Bàn tử ở bên cạnh uể oải nói, Thiên Chân, bàn gia không nhìn nhầm chứ, đây có phải Vạn Nô Vương không? Tôi lắc đầu, thứ này rất giống Vạn Nô Vương, nhưng có chỗ khác biệt, tôi dùng đèn pin rọi vào, nói thật tôi có thể cảm nhận được bộ xương này đã hóa thạch rồi. Cái xác nhiều tay này có niên đại cực kỳ xa xưa, xưa đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Nếu nói thứ này không liên quan gì đến Vạn Nô Vương thì tôi cũng không tin, nhưng nó chắc chắn không giống như thứ chúng tôi từng trông thấy. Tôi có cảm giác cái xác ngàn tay này còn nguyên thủy hơn Vạn Nô Vương. Mà cái xác ngàn tay mặt dài này tọa trấn trước phòng mộ, có vẻ cấp bậc còn cao hơn người Trương gia. Cả cánh cửa đều mang một sự sùng bái nguyên thủy điên cuồng không theo quy tắc nào. Tôi nhìn bàn tử, bình thường hắn nhìn thấy vàng bạc châu báu hai mắt chắc chắn sẽ sáng lên, bệnh tật gì cũng quên hết, nhưng lần này hắn vẫn rất bình thường. Tôi nhìn mặt hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, cả gương mặt đều yếu xìu.
cậu chắc chắn không phải. Nước mũi hắn cũng sắp chảy ra tới nơi, có vẻ bản thân hắn cũng không nhận ra. Anh sao vậy? Hắn nhìn tôi, nói, Thiên Chân, tôi không nhìn rõ gì nữa cả. Thời gian ở đây chắc chắn lại không ổn rồi, tôi thấy mệt quá. Ở đây tôi có cảm giác như gần 3 ngày chưa ngủ vậy. Tôi nhìn móng tay mình, có khả năng này, móng tay đã sắp lành cả rồi. Muộn Du Bình đã nhảy đến chính giữa cánh cửa, y sờ một lượt lên đầu lâu mặt dài kia, cuối cùng thò ngón tay dài hơn người vào trong miệng nó. Mò mẫm một lúc, sau đó cổ tay dùng sức, tôi không biết y đã làm gì, bộ xương nghìn tay nhiều mặt liền ngã vào trong cánh cửa. Kế đó, cửa thật ở giữa bắt đầu mở ra, để lộ một lối vào. Cùng lúc này, Bàn Tử cũng ngã xuống đất. Tôi nhanh tay kéo hắn lại, phát hiện Bàn Tử đã mệt đến mức không thể hành động gì nữa. Tôi ấn nhân trung hắn, hắn lầu bầu, cứu người. Tôi ấn tiếp, đánh hắn mấy cái, hắn nặng nề thiếp đi, còn bắt đầu ngáy. Tôi kéo hắn sang một bên cho dựa vào tường, nhìn Muộn Du Bình. Muộn Du Bình không đi vào cửa thật, y nhảy trở lại. Chỗ này không ổn rồi, tôi nói, tôi cảm thấy thứ ở đây dường như có liên quan đến Vân Đỉnh, hơn nữa còn cổ xưa hơn Nguyên Thủy hơn Vân Đỉnh. Thậm chí tôi còn cảm thấy có thể chúng tôi sẽ phát hiện được nguồn gốc của những quái vật ở Vân Đỉnh. Nhưng tôi không thể để Bàn Tử ngủ lại đây được, muốn biết cỡ nào tôi cũng phải ở lại đây chăm sóc hắn. Tôi biết anh sốt ruột, anh vào trước xem đi, tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy. Tôi nói, y nhìn tôi, không cần, tôi ở lại với các cậu. Mặt y không có vẻ gì là nôn nóng, khiến tôi an tâm vô cùng. Tôi không kìm được bật cười, y cũng dựa vào tường, ba chúng tôi xếp thành một hàng, tôi đưa lương khô cho y. Y đưa nước cho tôi. Chúng tôi không nói thêm gì, tôi kéo áo dựa vào Bàn Tử, y đội mũ trùm đầu lên. Anh cũng ngủ một lát đi. Tôi bảo y, lần này để tôi thức canh cho. Nãy giờ y vẫn luôn cảnh giới, dù trường sinh bất lão cũng không thể chịu nổi nữa. Không biết vì sao, có thể là trước đó lúc tôi trúng độc thực ra đã ngủ rất lâu, tinh thần tôi vẫn còn tốt. Y không khách sáo, chẳng mấy chốc tôi đã nghe y thở đều. Tôi nhìn về phía cánh cửa đã mở ra, bên trong đen ngòm. Tôi vốn tưởng Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng là một quần thể kiến trúc khổng lồ được chế tác nghiêm chỉnh, pha trộn năng lực của thợ thủ công từ các nền văn minh, nhưng bây giờ xem ra, đây là một lăng mộ vô cùng nguyên thủy mà tôi không thể lý giải. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, dần dần có hơi xuất thần, đột nhiên tôi rất muốn hút thuốc, nhưng trên người tôi không có. Đang ngẩn ngơ, tôi chợt trông thấy Khương Tứ Vọng xuất hiện trước mặt mình, đứng thẳng đơ như bút. Kỳ lạ là, lần này ông ta không có nửa thân dưới. Nửa thân dưới của ông ta là một thứ quái lạ trông như ruột, như một con rắn chống đỡ người ông ta vậy. Chương 81, Hồ Đen. Tôi mơ mơ màng màng, thấy ông ta chậm rãi đến gần mình. Khi ấy tôi chắc chắn đã rơi vào trạng thái của người ngủ gật khi lái xe, cho nên không cảnh giác từ trước. Ông ta cử động rất chậm, từ từ vừa chỉ vào ruột mình, vừa đi đến gần tôi. Tôi cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi tanh từ ruột rồi. Lúc này lý trí trong lòng đang hét lên cực kỳ yếu ớt, đừng ngủ. Tôi lập tức tỉnh lại, thì trông thấy Khương Tứ Vọng trước mặt đã biến mất. Giống như ngủ gật khi lái xe vậy, đầu tiên một nỗi sợ khủng khiếp dâng lên, nhưng tôi không hoàn toàn tỉnh táo, dùng đèn pin rọi xung quanh xem thử, không thấy Khương Tứ Vọng, nơi này chỉ là một không gian trước cửa mộ giống như vừa rồi. Nhưng không biết vì sao, tôi phát hiện trên người mình túa đầy mồ hôi. Là mơ sao? Tôi nhìn đồng hồ, thật ra đồng hồ hiển thị rất bình thường, có lẽ chúng tôi không nhảy vọt thời gian, Bàn Tử mệt thật mà thôi. Lúc nãy tôi gần như chỉ ngủ gật có mấy mươi giây, lau mặt, lại nhìn xung quanh. Bấy giờ tôi vẫn như cách biệt với hiện thực vậy, tôi vẫn có một cảm giác không chân thực khi vừa ngủ dậy, nhưng không ngừng ám thị tâm lý bảo mình phải tỉnh táo lại, thực sự không có gì cả. Tôi không dám chậm trễ, cảm thấy nơi này ở nơi này mình phải mê tín một chút. Tôi tự hỏi đây có phải là một loại phản ứng không? Khương Tứ Vọng có phải đang nhắc nhở tôi gì đó? Ông ta chỉ vào ruột mình là ý gì? Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ruột. Cứ cảm thấy đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi. Giấc ngủ gật này khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Tôi đứng dậy nghĩ xem rốt cuộc đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu. Nhưng đến tuổi này rồi, sẽ xuất hiện tình trạng. Càng cảm thấy mình biết thì càng không nhớ ra. Tôi cứ ở đó nghiền ngẫm mãi. Lúc thì ngồi xuống, lúc lại hít đất, lúc nằm thẳng, nhưng vẫn nghĩ không ra. Mà hai người họ ngủ ngon vô cùng, bất tri bất giác, đã qua nhiều tiếng đồng hồ. Trong lúc chán tôi nhìn cửa, nói thật, thói quen quan sát của tôi đến từ nỗi sợ cửa của mình. Tôi rất lo trong đó có thứ gì đó nhảy ra, nhưng tôi nhìn mấy lần, trong đó sâu hun hút, không có gì xuất hiện cả. Cho nên tôi càng nhìn càng không chú tâm, mãi đến lần cuối cùng, trong hang vẫn không có gì, nhưng tôi thoáng qua thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Tôi quay đầu lại nhìn, trong hang đúng là không có gì cả, nhưng tôi chợt phát hiện cánh cửa nhìn không giống lúc nãy. Tôi không tìm được chỗ nào không giống,
trực giác cảm thấy dường như bóng tối trong cửa trở nên sẫm đen hơn vì nó ở trên cao, đèn pin của tôi không thể nào chiếu đến được. Tôi ngẫm nghĩ, rồi đạp lên bàn thờ trước phần cửa giả, bắt đầu leo lên. Chẳng mấy chốc tôi đã bò được đến vị trí của muộn du bình ban nãy, chồm vào trong cửa, tôi chiếu đèn pin vào trong. Vì bóng tối này rất quái lạ, một luồng gió lạ từ trong cửa thổi ra, vô cùng yếu, giống như hơi thở vậy, mùi rất gắt, có một thứ mùi gai họng của nội tạng thối rữa. Trong này tối vô cùng, tối đến không bình thường. Tôi bò lên, ngồi dưới cửa hang, mò mẫm vách hành lang, tôi phát hiện màu đen trên đó rịn ra từ trong đá, đá ở đây có thể đã qua xử lý đặc biệt. Thứ màu đen này có thể hấp thụ ánh sáng, khiến ánh sáng đèn pin không thể chiếu xa như trước. Nhưng nói thật, vừa rồi lúc nhìn, tôi cảm thấy bên trong cửa không phải như vậy. Tôi sờ vách đá màu đen, phát hiện màu đen này chính là màu đen của đốm đen, là đốm đen vừa rồi chui ra từ vách đá sau. Tôi nhìn vào sâu trong cửa, đó lại là một hành lang rất sâu, nhưng nơi sâu nhất đen như một vùng hỗn độn. Tôi nhìn kỹ vào vùng hỗn độn đó, hy vọng có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng vì sao không có một chi tiết nào, cuối đường giống như khoảng không ngoài vũ trụ. Không biết là cái gì, tôi nhìn mãi, đột nhiên rất muốn đi vào. Thứ ham muốn này hết sức mãnh liệt, dâng lên từ trong lòng tôi bò tới mấy bước, nhưng lập tức bình lấy vách hành lang không cho mình nhúc nhích. Lý trí tôi biết phen này tiêu rồi, tôi quay mặt lại, không nhìn về phía trước nữa. Lúc này tôi mới phát hiện mình không thể xoay cổ và tròng mắt, khoảng không đó như có một lực hút khổng lồ, ý thức của tôi bắt đầu rời rạc. Ước chừng 2-3 giây như thế, tôi nhận ra đó là tình trạng ngủ gật của mình lúc nãy. Có lẽ không phải là tôi lười biếng, mà vấn đề ở cái cửa này. Bởi vì bây giờ tôi cũng đang trong tình trạng tương tự, nhưng lý trí chỉ cầm cự được 2-3 giây, tôi bắt đầu không thể tự chủ được ý thức. Kế đó xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ cảm thấy màu đen trước mắt trở nên sâu vô tận, đồng thời lại giống như một chiếc kính vạn hoa. Đến khi tôi tỉnh táo lại, tôi không biết mình đã đi bao xa, là cái lạnh cực độ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi phát hiện mình đã đến một không gian cực tối, xung quanh đều là màn đen nhìn không thấy bến bờ, nhưng trước mặt tôi là ba tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá chính giữa là chữ Mông Cổ, nhưng trên bia đá bên phải là chữ Hán. Tôi rọi đèn pin, đó là mấy chữ Hán cực kỳ lớn, Thi Long Di Sơn Hắc Trì Thiên. Đây có lẽ chính là tên thần, người được chôn ở đây tự đặt cho mình. Đèn pin chiếu xuống chân tôi, đầu ngón chân đã tê rần, tôi sờ thử, phát hiện dưới chân mình toàn là băng. Đèn pin chiếu ra xung quanh, tôi phát hiện không hề có tia phản xạ. Không gian này cực lớn. Tôi chiếu ngược lại, không có dấu chân, tôi không biết mình từ đâu đến đây. Tôi hà hơi, toàn là hơi trắng. Nhìn thử đồng hồ, thì lòng lạnh toát. Tôi đã đi gần 3 tiếng đồng hồ, bọn họ thức dậy sẽ nổi điên mất. Tôi muốn lập tức quay về, nhưng nghĩ lại, quay về rất có thể sẽ lạc đường. Tôi lại do dự, quay đầu nhìn lại ba tấm bia đá trước mặt. Tôi cầm lấy đạn chiếu sáng, bắn ra một viên. Đạn chiếu sáng bắn lên trời, chiếu sáng xung quanh, ánh sáng này rất mạnh, vẫn chiếu ra được đường nét. Tôi phát hiện đây là một đại sảnh nham thạch, to ít nhất một cái sân vận động. Phía sau ba tấm bia đá có vô số phòng đá, vô cùng nguyên thủy, nhưng tất cả đều được xây thành dạng chùa chiền. Những căn phòng này gần như phủ kín vách hang, chi chi chích chích. Chính giữa những phòng đá này bao gồm một kiến trúc đá khổng lồ, có vẻ giống chùa miếu bằng đá, nhưng không có cửa sổ. Đó đúng là một ngọn núi đá. Khung cảnh này lớn gấp 10 lần Tiệt Thi Quốc, là một kiến trúc không thể xây bằng sức người, cho nên chọn xây trong hang động tự nhiên. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là phía sau cả lăng mộ, có một vách núi khổng lồ. Trên vách núi đó có một vách đen cực lớn, tựa như một loại virus nào đó thời viễn cổ, đã truyền nhiễm cho vách hang cao mấy trăm mét này vậy. Sự tiếp xúc của nó lan ra xung quanh như sinh vật, hình thành từng vệt trên vách hang. Mặt trời đen, đây là mặt trời màu đen. Tôi hít một hơi khí lạnh, đây chính là đầm nước đen vẽ trên bích họa. Đây là Long Mạch sao? Giỏi thật, thiên hạ đệ nhị lăng này được xây ngay trong Long Mạch. Bộ muốn uống canh tại lò sao? Chương 82, tôi là người đặc biệt. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lăng mộ cực kỳ nguyên thủy, nhưng công nghệ chế tác có văn minh cực cao, có thể nhìn ra là cố tình xây thành như vậy. Trong mỗi căn phòng đá, nhất định có một thi thể đặc biệt, làm thành một bàn thờ. Mà bên trong kiến trúc dạng chùa miếu bằng đá khổng lồ chính giữa, có lẽ chính là chủ nhân của nơi này. Trong Bổn giáo có cách giải thích rõ ràng về thi thể thành thần, trong Đạo giáo cũng có khái niệm tương tự. Những khái niệm này có thể khẳng định đều đến từ tôn giáo nguyên thủy sớm nhất trên vùng đất này. Nói thật, tuy tôi vô cùng kinh ngạc, nơi đây hoàn toàn là một di tích Bổn giáo nguyên thủy, nhưng tôi cũng có thể hiểu được sức hấp dẫn của Bổn giáo nguyên thủy.
mọi tôn giáo nguyên thủy đều hết sức trực tiếp, tất cả chúng đều chỉ hướng đến một loại sức mạnh cụ thể, chỉ hướng một vị thần cụ thể. Năm xưa khi cổ nhân mang theo dụng cụ đá bắt đầu xây dựng văn minh ở nơi này, bọn họ thăm dò tất cả núi cao và vực thẳm. Khi ấy bọn họ nhìn thấy hiện tượng thần kỳ, tất cả đều trở thành tín ngưỡng cổ thần trong tôn giáo nguyên thủy. Dù là ngày nay, khi tôi nhìn thấy một đốm đen khổng lồ như thế, hơn nữa tôi biết nó mọc ra từ trong tầng nham thạch giống như một mạch khoáng có sinh mệnh vậy. Tôi thực sự rất muốn biết năm xưa con người thuở sơ khai sao lại đặt tên nó là rồng. Vì sao biết các mạch đen này thông với nhau, hơn nữa còn thông đến tổ của Vạn Sơn. Phía cuối long mạch sẽ là gì đây? Tôi mặc rất ít, lúc này đã lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Tôi lại chỉ có thể nhìn thấy ba tấm bia đá trước mặt, thật sự đọc không hiểu chữ viết. Phà ra mấy hơi nóng, tôi quay đầu, nghĩ xem mình làm thế nào đến được đây. Lúc cúi đầu, tôi phát hiện trong khối băng dưới chân mình cũng có một mạch màu đen. Tôi rọi đèn theo mạch đen, nhận ra có thể mình tới đây theo mạch đen này. Tôi nhớ đến màu đen đột nhiên xuất hiện trong hành lang, thì bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, trong đầu tôi chợt có tư duy kiểu nhảy vọt cực mạnh. Tôi cảm thấy thứ màu đen này đã đưa tôi đến đây. Giống như một lời mời vậy, nó nhân lúc Mộ Du Bình và Bàng Tử ngủ, đón tôi đến đây. Đây không phải lần đầu tiên trong chuyến mạo hiểm này, tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Tại sao? Mồ hôi lạnh của tôi túa ra điên cuồng, tôi quay đầu lại nhìn bóng tối phía sau bia đá. Lẽ nào, long mạch này muốn gặp tôi? Với suy nghĩ mạnh mẽ này, bóng tối phía sau tấm bia đá bắt đầu khiến tôi sinh ra nỗi sợ khủng khiếp. Thậm chí tôi còn cảm thấy đốm đen đó lồi ra khỏi vách tường, áp sát về phía tôi. Tôi lập tức bắn pháo sáng lên trời lần nữa. Cũng may không có, không gian được chiếu sáng, tôi nhìn thấy đốm đen khổng lồ kia. Lần đầu tiên có một nỗi sợ đối với thần minh, tôi cảm nhận rõ ràng nó đang sống. Hơn nữa, khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi bắt đầu cảm thấy một sự thu hút mãnh liệt. Tôi cảm thấy nó đang kêu gọi mình. Giây phút ấy mọi phòng bị của tôi đều biến mất. Tôi bắt đầu đi về phía bóng đen khổng lồ. Lúc pháo sáng rơi xuống vụt tắt, tôi đã đi vào thiên hạ đệ nhị lăng rồi. Bên trong vô cùng khó đi, trên mặt đất toàn là khối băng, trong khối băng toàn là xương khô, đủ loại đủ kiểu xương và thây khô. Sống ở nơi này tất nhiên sẽ xem nhẹ sinh tử. Những thi thể này gần như đều là đất nện ở đây, là vật liệu xây dựng nơi này. Lúc tôi đi đến bên dưới miếu thờ đá khổng lồ, tôi nhìn thấy một hàng thi thể nằm bên dưới, một đám lộn xộn nằm sấp. Trong số những thi thể này, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều người trong đội ngũ của Kim Vạn Đường. Trong đó có một thi thể là lão bệnh. Cắn đèn pin bắt đầu leo lên miếu đá khổng lồ, mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, tôi mới lên tới nơi. Tôi đứng trên nóc miếu đá, đánh pháo lạnh, những hành động này tôi đều không thể tự khống chế. Ánh sáng pháo lạnh miễn cưỡng có thể chiếu đến đốm đen kia, hết sức mờ mịt, tôi cảm thấy đốm đen đó đang nhìn mình. Điều khiến tôi nổi da gà là, tôi cảm thấy đốm đen đó đã đến gần miếu đá hơn trước. Đốm đen gần như lồi ra khỏi vách núi, đang đến gần tôi. Xin chào, cụ Long Mạch, tôi lắp bắp nói. Chương 83, đạn tín hiệu. Ánh sáng của pháo lạnh quá yếu, khiến cảm giác khoảng cách của tôi bị rối loạn. Tôi không biết đốm đen có phải đang tiến đến gần mình không. Cho dù phải, nó cũng đang đến một cách vô cùng chậm chạp. Câu đùa của tôi không nhận được hồi đáp, nhưng tôi dần có thể nhìn ra được ảnh phản chiếu của mình trong đốm đen. Giống như lúc ở tiệc thi quốc, màu đen của nó cũng có hiệu ứng mặt gương. Ảnh phản chiếu của một là một điểm sáng nho nhỏ. Bởi vì tôi quá nhỏ bé, tôi giống như một cậu bé bán diêm, đang chờ đợi bóng tối mù trời mịt đất nuốt chửng. Tôi chưa từng thấy sợ hãi như vậy. Không, đó không phải cảm xúc sợ sệt. Tôi đã đối diện cái chết vô số lần, thậm chí đối mặt với những điều chưa biết tuyệt đối. Tôi đã quen với tình cảnh này. Đây là một loại cảm xúc tôi chưa từng có. Nó mãnh liệt đến mức tôi run rẩy cả người, cảm thấy nội tạng của mình như sắp phá vỡ thân xác tôi. Thứ trước mắt, bóng tối khổng lồ trước mắt, còn cổ xưa hơn bất kỳ nền văn minh nào tôi từng biết. Tôi không biết nó là gì, cũng không biết mục đích của nó, không biết nó có trí tuệ, có mục đích hay không. Tôi cảm thấy nó từ trên nền tảng linh hồn của mình, đời tổ tiên đầu tiên có trí tuệ của con người đã ghi lại những cảm xúc hiện tại vào trong gen của tôi. Nhưng trải qua hàng triệu năm, tôi mới có cơ hội điều động lại lần nữa. Chính vào lúc này, từ ảnh phản chiếu trong đốm đen, tôi nhìn thấy sau lưng mình có đạn tín hiệu bay lên. Một viên, hai viên, ba viên, cả không gian đều được chiếu sáng tỏ. Tôi phát hiện đốm đen đó thực sự đang cùng với vách đá áp sát tôi. Tôi và nó trở nên gần hơn. Kế đó thì 4 viên, 5 viên, 6 viên. Tôi biết đây là phong cách của Bàng Tử. Hắn sốt ruột rồi, tôi không thể quay đầu lại. Đốm đen đó không cho tôi quay đầu. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó. Tôi cảm thấy nó đang xoay chuyển.
Thậm chí tôi còn bắt đầu cảm thấy chẳng mấy chốc nó sẽ nuốt lấy tôi, dường như nó có thông tin gì đó muốn nói với tôi. Thậm chí tôi còn nghe thấy đủ thứ âm thanh tự nhiên, có tiếng người nói, có những tiếng khóc tiếng cười. Nhưng tôi không quay đầu lại nhìn, nên bàn tự sốt ruột. Chắc chắn hắn đã thấy tôi ở trên này, nhưng vì sao hắn lại bắn nhiều pháo sáng như vậy? Hắn đã phung phí pháo sáng, dù đạn dược quý báu có lẽ trên thi thể đám lão bệnh vẫn còn nhưng hắn cũng không cần bắn nhiều thế chứ, cho nên hắn đúng là đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Tại sao? Không đúng, là sau lưng tôi đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn căng thẳng, bàn tử sẽ không trúng gió, làm như vậy nhất định là có lý do nhất định. Đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng mình xảy ra chuyện lớn, hoặc là, hắn đang mở đường, hắn đang chiếu rõ tình hình xung quanh cho muộn du bình. 6 viên pháo sáng giống như 6 mặt trời, mà dưới ánh sáng chớp lóe chói mắt này, đốm đen giống như cái miệng rộng áp sát vào tôi. Chỉ trong thời gian mấy phút đó, tôi cảm thấy thời gian trở nên cực kỳ chậm rãi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nhạc thường gặp trong phim. Hình như tôi trông thấy hắn đang lao về phía mình. Đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi đến, đồng thời có người tóm lấy vai tôi. Ngay khi tiếp xúc tôi đột nhiên có thể cử động, quay đầu nhìn lại muộn du bình. Y vượt qua tôi, đến trước mặt tôi, đối diện với cái miệng rộng của đốm đen kia. Đốm đen đó như thể cảm ứng được y, mặt gương của đốm đen đột nhiên trở nên mờ đục, cảm giác áp bức khủng khiếp ngừng lại. Mà trong hình ảnh phản quang cuối cùng của mặt gương, tôi nhìn thấy vô số cái bóng, theo muộn du bình bò lên nóc miếu đá.